Thường tịch thường chiếu Tịch mà thường chiếu Nên từ Pháp thân sinh ra báo thân Và quá thân Phật Phật có ba thân Nên nhớ rằng mỗi cá nhân chúng ta cũng có ba thân Pháp thân là bản thể của chúng ta Không có Pháp thân thì không có cơ thể vật lý này Báo thân từ đâu mà có Báo thân do biến hiện mà có Cơ thể này của chúng ta từ đâu mà có Do báo thân biến hiện do báo thân biến hiện mà có tất cả dạng vật đều có tam thân lấy phật làm tượng trưng từ lý thể sinh ra vô lượng những hình tướng dụng di diệu tướng là thân dụng là tác dụng Quý vị cứ quan sát dạng sự dạng giờ cõi hư không pháp giới Nó có thể Thể là thân Bởi thì tướng được nói ở đây Tướng là thân Dụng là tác dụng Trong tác dụng biến hóa ra Vô lượng vô biên Bởi thì Căn bản tự nhiên ở đây Tự nhiên sinh ra vô lượng ánh sáng đủ màu sắc Tướng đang xen với nhau Hồi chuyện biến hóa Lan khắp mười phương Vì thế nên nói tối thắng Tất cả Pháp không gì tối thắng bằng nó Nó cực kỳ tối thắng Đây chỉ tự tánh Cổ nhân ngày xưa khi Phật pháp chưa được truyền đến Trung Quốc, trí tuệ người Trung Quốc chúng ta đã cao hơn những nhà khoa học ngày nay. Tổ tiên chúng ta đã biết và nói cho chúng ta rằng, bản tánh dũng thiện, nhân chi sơ tánh bản thiện. Câu này. Hoàn toàn tương đồng với câu Tất cả chúng sinh vốn là những vị Phật Mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói Thiện ở đây không phải thiện trong thiện ác à, Bạn tánh bản thiện vốn là Phật Chúng ta nên chú ý ở điểm này Thọ dụng trong đó là không thể nghĩ bàn Người thông thường gọi là đại học vấn à, Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói với tôi Đấy chính là đỉnh cao của triết học và khoa học Nó đã đạt đến đỉnh điểm à, Những người không để tâm nghiên cứu, không học tập Họ hoàn toàn không biết Quá là đáng tiếc độ vài trăm năm trước có người còn đi ba đời càng long ung chính khang hy đời nhà thanh đã xuất hiện rất nhiều những vị cao tăng những vị thật sự thâm nhập cảnh giới vẫn còn tại thế con người thời nay không chịu học tập kinh điện có nhưng chỉ cất vào kho không đọc không học bởi thị ngày nay mê lầm nghiệp chứng tạo ra ngày càng nặng quả báo ngày càng thêm khổ thực trạng hiện nay là như thế